nhà mình đang tiếp tục đóng gói cái sản phẩm cám chòe, chào mào và họa mi để gửi tới cho anh em trên toàn quốc như các bác đang nhìn thấy ở đây. Đấy. Với cái sản phẩm đặc biệt của cám xin tuyết Việt sẽ chỉ được gửi trực tiếp tới tay anh em trên toàn quốc. Các bạn đặt hàng qua số điện thoại này giúp mình nhé. Đó. Đây là những cái đơn cám mà anh em đặt chuẩn bị gửi đi sáng ngày hôm nay. Đây, ví dụ như chia sẻ với các bác là đó, đây là của anh em của cám mi của Tuyên Quang này. Đấy. Hay là đây, một số đấy, cám mi của anh em Hưng Yên này. Rồi thì cám chào mào của anh em Hà Nội này. Đấy. Và các bạn có thể lấy theo ký nhé. Cám bên mình là 200 ngàn một ký. Đấy. 1 kg thì được 4 gói như mình đang cầm ở trên tay đây. Đấy. Đó. Tương tự là cám màu, cám chòe, cám gáy cũng vậy. Cũng 200 một kg nhé. 4 gói như mình đang cầm. À, các bạn có thể lấy theo gói đi. Ví dụ như là 2 mi, 2 chòe, 2 màu chẳng hạn, để làm sao được từ 1 cân là các bạn sẽ được miễn phí rồi. Đây, ví dụ anh em của Quảng Bình, anh em lấy mấy ký liền luôn thành các bịch to như này các bác. Đó. Đây. Và đây, một số anh em của Bắc Giang cũng lấy mấy ký chòe màu mi luôn. Đấy, thành bịch to như thế này. Hay là một số anh em ở đây cũng vậy, cũng toàn lấy mấy ký một. Có anh em thì có thể lấy theo gói. Đấy, cái mi của anh em Hưng Yên này, phía bên này nữa. Đấy. Đấy, anh em có thể lấy nửa cân, nửa cân này như của anh em Thành phố Hồ Chí Minh cũng được, không sao cả, nhưng nó mất thêm một chút phí ship. Đấy. À, và một số anh em của Hải Phòng. Đấy. Vậy. Thì đặc biệt với cái sản phẩm cám của cám chim đất Việt ấy thì sẽ chỉ được gửi trực tiếp tới tay anh em trên toàn quốc, mình xin nhắc lại với các bạn như vậy, và miễn phí ship tận nhà luôn, 200 ngàn 1 kg. Như các bác nhìn thấy ở đây. Bạn nào ở gần thì qua nhà mình đi. Tại ngõ 245, ngách 167, nhà số 4, phố Định Công. Chim cám mi, chòe, màu. Đây, nhà mình đang tiếp tục đóng gói một số cái đơn khác dành cho anh em đây. Đấy, cái một ký, nửa ký đều được gửi đi nhá. Đó. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video và tiếp tục đang đóng gói một số sản phẩm đây. Tiếp theo. Các bạn gọi trực tiếp qua số điện thoại để cám giúp cám chim đất Việt nhé. Rồi, chào tất cả các anh em.